Cái chức năng cài Booking Tool này ấy, thì ở đây mắc mình 2018 nhưng mình vẫn cài phiên bản 2017. Nó chuột phải chúng ta bấm vào Run, bấm Z để Next này luôn. Ok, và chúng ta bấm Next. Ở đây nó bấm báo thì chúng ta sẽ chọn chức năng Access, bấm Next. Ở đây thì nó báo hỏi một cái path, thì chúng ta tìm lại cái folder cài, chúng ta có một cái file này chúng ta mở lên và chúng ta copy cái dòng từ này này, Ctrl C vào cái file cài đặt của chúng ta, bấm Ctrl V, chúng ta bấm Next. Ở đây các bạn lưu ý nhé, nhiều bạn sẽ nhầm ở chỗ này, chúng ta đang phiên bản ở đây nó là phiên bản 2018 nên chúng ta phải sửa thành 2018. Có một số bạn chúng ta cài phiên bản 2016 thì nó báo đây 2016 thì nó phải sửa thành 2018. Chúng ta là cài phiên bản nào thì chúng ta phải sửa phiên bản đấy. Nếu chúng ta phiên bản 20 thì sửa thành 20, 19 thì sửa thành 19. Ở đây mình 18 nên mình để 2018. Nha các bạn nhớ cái phiên bản này không kiểu chỗ này sai là cài không được đâu. Bấm Next. Và bấm Next thôi. Cái này chúng ta bấm Next tiếp, không cần tạo icon ở desktop đâu. Next. Và chúng ta bấm Enter là xong. Bấm Finish. Ok. Đó, sau đó là mình đã cài xong rồi. Thì cài xong thì chúng ta là vừa mình đã nói với các bạn ấy thì là phiên bản mình đang cài ấy, là 2017. Dẫn đến là nó sẽ sai sai các cái phiên bản này. Chẳng như là cái Gmail nó sai này. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm vào folder plugin và chúng ta xóa cái phiên bản này đi tại vì nó lỗi. Đấy, chúng ta sẽ vào chuột phải chọn được, chọn file mắc ấy. Open file location này. Và chúng tìm đến từ plugin và chúng ta xóa cho mình bốn cái phiên bản. Đây như mình nói, mình xóa bốn cái phiên bản này đi. Tại vì nó đang bị lỗi. Chúng ta delete. Tiếp bấm continue. Chúng ta khởi động mắc nó không báo lỗi. Sau đó chúng ta khởi động mắc lên nhé. Cái mình đang nói là cái tool, này đây này. Tự kéo ra thì mình sẽ chỉ cho bạn cách tự kéo ra cho mình một cái tool cho nó hợp lý. Kéo nó ra và chúng ta sẽ làm việc nó cho nó dễ dàng. Đó. Thì vừa nãy chúng ta cài cái tool thì chúng ta vào đâu chúng ta để lấy. Thì chúng ta sẽ có, hôm trước chúng ta đã học nó có chức năng Customize này, Custom User Interface này. Thì trong cái bảng này thì nó có chức năng gì? Keyboard là các phím tắt, chẳng như chúng ta bấm TZ rồi là FLV thì nó chính là các phím tắt ở đây này, trong dòng shortcut này. Đấy. Thì các bạn có thể đặt bất kể một cái phím gì đó mà chúng ta cần, chẳng như chức năng là 2 ẩn 2 này ạ. Đây là 2 selection này, mình đã đặt rồi đây này. Ẩn 2 selection chẳng hạn. Ẩn 2 selection là những cái phím cũng hay dùng. Mà đặt xong ấy thì chúng ta sẽ xếp lại. Xếp lại để làm gì? Để sau khi chúng ta lỗi win, chúng ta cài lại mắc, chúng ta chỉ việc loát nó lại thôi. Là chúng ta đã có những cái phím tắt mà chúng ta đã dùng quen thuộc rồi. Đấy. Đây là phím phần đầu tiên, đó là phần phím tắt. Phần thứ hai đó là phần toolbar. Toolbar chính là cái thanh vừa nãy mình nói với các bạn, thanh này này. Toolbar này. Các biểu tượng toolbar này, mình có thể chế riêng cho mình một cái tool. Đấy. Thì mình đã chế riêng cho mình đây rồi. Và cho các học viên để học thì chúng ta cũng có thể chế. Trong cái phần chế này thì giả dụ như mình đang dùng cái tool này đúng không, bạn không thích sử dụng những cái chức năng này thì bạn có thể bấm chuột phải và chúng ta bấm delete. Đó, delete. Hoặc bạn cần thêm một cái gì đó thì bạn cầm bạn kéo, chả bạn thích cái chức năng nào gì đó trong này bạn kéo là chẳng là chức năng save này, chẳng hạn muốn kéo là cầm này kéo ra đây à, nó nằm ở đây này. Đó, chúng ta không thích accept nữa chúng ta lại xóa đi. Delete rồi. Sau khi chúng ta chế hết các cái xong rồi và chúng ta cần những cái mong muốn rồi, chúng ta bấm vào nút save. Save thì mình thường mình khuyên các bạn save ra ổ đĩa và mình đặt tên là gì và file như thế nào để mục đích sau này chúng ta sẽ dùng lại. Ngay cả phần phím tắt cũng vậy, mình cũng save, mình đưa ra ổ đĩa. Đây cái phần phím tắt của mình đây, dạ. Mình save vào đây thì sau này mình cần mình chỉ cần load vào thôi. Khi mình cần thì mình load như thế nào thì bấm vào nút load này này. Trước khi load ấy thì chúng ta phải vào cái nơi mình chứa cái dữ liệu đấy trước, mình copy trước. Đây mình muốn copy cái phím tắt trước đúng không? Mình copy này. Copy này. Sau đó mình vào cái file mắc mình sẽ load. Sau đó mình đưa vào cái mục đấy mình pass nó vào là xong.
Tương tự như thế thì vào cái toolbar này các bạn, chúng ta chỉ cần load. Trước khi load thì chúng ta phải copy cái toolbar trước, paste nó vào đây này. Chúng ta bấm open là xong. Tương tự như thế nó còn có một phím chuột phải nữa, phải chuột, phần chuột phải đây là chính là cái phím này đây này. Thì chúng ta sang cái tab này. Ở đây nó có bốn cái thanh, tương tự như trong này nó có bốn cái ô. Đây, nó có bốn cái ô này, thì nó tương tự với bốn cái ô này. Thì bạn có thể thêm bớt xóa những cái chức năng mà mình cần thiết và đưa thêm những chức năng vào đây. Chúng ta cũng có thể đưa vào. Đưa vào xong thì chúng ta sẽ cũng bấm Save. Save thì nó cũng có cái tên nó khác nhau, bạn phải đặt tên nó là nó dần dần gần gần giống nhau ấy. Đấy, là đây mình ghi là phải chuột này. Đấy, thì bạn cũng đặt tên là phải chuột, sau đó bạn copy những này này. Cancel. Và đây bạn chỉ cần load. Load ở đây thì mình sẽ paste vào đây. Ở đây nó đang trùng tên nên bấm skip đi nhá. Sau đó bấm bấm đây và open đây. Vậy là những cái gì mình cài đặt xong rồi thì nó sẽ có hết như thế này. Các bạn hiểu chưa? Đây, giờ chúng ta sẽ đặt cái tầm mai này, cái tầm user interface này. Ở đây chúng ta muốn tạo thêm một cái toolbar mới. Thay mình không thích cái, các bạn không thích cái toolbar của mình mà tạo một toolbar mới thì chúng ta bấm new này. Và chúng ta đặt tên là toolbar ngày bao nhiêu chẳng hạn. Hôm nay là ngày 0809. Đó. Và bấm OK. OK xong nó nằm ở đây này. Giờ mình sẽ tìm đến cái chức năng vừa mình cài nhé. Chúng ta vào mục, chúng ta sổ vào đây, chúng ta tìm đến từ plugin tool, phần P plugin tool này. Và chúng ta cầm chức năng là copy paste. Đây này, tool nó nằm ở đây này. Copy paste này. Và chúng ta sẽ có chức năng paste này. Phao chỉ này. Đèn IES này. Và tạo camera bằng này chức năng thôi, còn các cái khác thì tính sau nhá. Sau khi mình tạo xong cái tool này thì chúng ta phải lưu lại cái tool này để chúng ta dùng. Thì chúng ta bấm save. Các bạn cũng đưa vào ổ đĩa. Chúng ta đặt tên là tool ngày hôm nay chẳng hạn. Mình đưa ra desktop để tí mình xóa đi. Đây, đồng ý. Mình lại save tiếp lại một lần nữa. Mình để mục đích là gì để mình copy cái này này. Cancel. Rồi mình mới load. Load thì vào đây mình sẽ paste thôi này. Continue. Đồng ý. Thì tất nhiên thì mình phải xóa cái này đi thì mình mới load cái này được đúng không ạ? Đây mình không sẽ không xóa nữa mà mình dùng luôn cái phiên bản cũ của mình thôi. Delete cái này đi. Đấy, các bạn làm là như thế. Như thế là chúng ta sẽ có được cái toolbar theo như mình mong muốn. Mình xếp ở đâu cũng được, đặt trên, đặt dưới. Đó.